Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Trong hôm nay thì mình mời các bạn sẽ vào thăm vải của làng Hóa nha. Đó, lát sẽ lên cái đồi vải đây. Vườn vải nhà em Vĩnh, nhà chú Kiên đấy. Một trong những cái vườn vải rất là lớn luôn. Đó, lùng quanh như còn đổ ao đồi luôn. Và đây là những xe bo, xe mua của nhà anh Đăng Đào này, nhà Hải Luyến ở phía trong này. Và đầy đủ hết nhé. Đó vải là bà con bán rất là tiện luôn. Từ cổng, từ vườn ra là bán luôn. Giá đến 25k rồi các bạn ạ, 25k nhé. Đây ngay vải rụng đã là 6k rồi. Đó. Mua tại đây và sẽ lát ra phố chợ Tân Sơn đóng nhé. Còn thì bây giờ mình sẽ mời các bạn sẽ lên đồi vải và gặp em các anh chị em ở trong nhà đất làng Hóa Tân Sơn. Vải thì cực kỳ đẹp rồi. Đây đồi vải trước mặt của chúng ta đây. Đấy đứng lùng quanh đó đây. Đó, chào anh em nhé. Anh em đang chở ra. Giá thì đến cuối vụ bây giờ đang tăng rất là sốt luôn các bạn nhé. Và đứng lùng quanh mình đây đó là những đồi vải gọi là đỏ rực luôn. Và lúp xúp ở những cái gọi là những cái thung lũng ấy thì đó là những ngôi nhà biệt thự cực kỳ to luôn. Đấy và đây rồi. Đón em mình là em Vĩnh đây rồi. Nào chào em nhá. Đấy, đây. Em có cái ngôi nhà cực kỳ to luôn. Gia đình nhà chú Kiên mà rất là nổi tiếng cách đây một vài năm trước là đón bác gì nhỉ? Bác Sang nhỉ? Năm kia. 2019 nhỉ? 2019 là đón bác Trương Tấn Sang, chủ tịch nước đã về thăm vườn và đây lên đồi vải đây và bác đã ăn vải đây rồi. Thì lát sẽ mình sẽ mời các bạn sẽ lên nhé, sẽ lên cái đồi vải này. Đấy, và cùng em chia sẻ cái kinh nghiệm làm vải cho bà con nhé. Bởi vì em Vĩnh vừa sáng nay bán 25.000 luôn. Cháu chào chú ạ. Chú đi làm về hả chú? Đi làm về đây. Đây chú Kiên đây. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. Có vất vả. Vâng, mùa vụ mà. Đấy, bà con anh chị em thì đang về rồi. Đấy, cháu chào chú ạ. Vâng. Đấy. Đây, chú làm vườn rất khéo, rất giỏi luôn. Đỉnh luôn ở cái đất này luôn đấy các bạn ạ. Rồi cụ thể lát sẽ mời chú sẽ giao lưu chia sẻ nhá. Đó, em Vĩnh sẽ dẫn mình và các bạn sẽ cùng lên vườn vải nhá. Đó, cây vải này thì năm nào cũng đẹp mà năm nay thì năm nay bẻ rồi đúng không? Năm ngoái vứt. Đây nó chữ vào cảnh luôn, vào cái cổng luôn. Năm ngoái anh vẫn còn lưu cái ảnh được cái cây này. Và cây này năm nào cũng đẹp. Thực ra là nhìn rất là yêu nhá. Nó dáng nó thế vào cái cổng này các bạn này. Đó, bây giờ qua cái sân mình sẽ lên đồi nhá. Tổng số nhà Vĩnh bẻ được mấy tấn rồi em? Em chắc bẻ được tầm 5-6 tấn rồi. 5-6 tấn rồi. Đây cũng còn rất nhiều nữa nhỉ, còn khoảng trong kia còn một vườn nữa. Trong kia vườn nữa à? Một vườn trong kia mới bẻ một phần ít thôi. Tổng số như nhà em là khoảng bao nhiêu cây? 200 500 cây à? Thanh Hà. Đấy. Đường anh nhớ là năm trước còn cuốc từng bậc một xong còn đi xe rùa lên. Đây đi một vòng ạ. Đi một vòng đây. Đây nhỉ? Ở đây em cứ đi một vòng đây đi. Đó, đây các bạn ơi, vào đầu tiên nhá đây. Đấy. Đỏ rọi luôn, mới chín tới luôn này các bạn này. Hôm nay là giá 25.000 mà so với cả ngày hôm qua hôm kia đã tăng giá lên 2.000 rồi. Hy vọng là chỉ vài hôm nữa lại giá đầu ba thôi. Đó. Đây, quả này. Một quả chuối rơi xuống. Đấy. Con ra ăn vải không? Đây. Đấy, bác vặt cho quả to nhất này. Đấy. Thế buổi sáng ăn được mấy quả vải rồi con? Chưa ăn à? Đấy, ăn đi nhá. Đấy, đây. Cái ở phía trên này là cũng vừa thu nhá. Ở vườn ở tất cả đây là cái tốc độ của thu hoạch ấy, thì nhà em là một buổi sáng là thu 3 chuyến. Tức là tính tiền bán ra cân, tính tiền ra nó rơi khoảng 8 tạ. Nếu mà cái tốc độ này thì chắc còn phải hơn 10 ngày nữa thì mới hết vải các bạn ạ. Và vải vừa mới chín tến nên là rất là thơm và ngon này, nên mình mời các bạn này. Mình sẽ đi đường vòng nhé các bạn nhé. Đi đường vòng từ đây này. Đường vòng từ đây là vòng lên phía trên này. Hôm nay vào đổ đường nhưng mà chưa đổ đường anh ạ. Chắc xong phải đổ đường. Tức là em đổ một cái đoạn, cái khoảng tầm nửa mét thôi. Đúng không? Mới chín đến là thơm. Ô, cái vườn bên này là chưa bán tí nào phải không em? Ừ, đây. Tổng là nhà em là có 3 vườn à? Đây những cái cây này là bẻ rồi các bạn nhé. Lát sẽ mời các bạn sẽ lên đỉnh phía trên sẽ đi sau. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi nào. Những cây trồng ở trên đồi mình rất là đẹp luôn.
những cây này cũng khoảng 30 tuổi, gần 30 năm rồi đấy nhỉ. Wow. Đây bên bên này là đây nữa phải không em? Bên này là của nhà khác. À bên này nhà khác à? Wow. Quá là đẹp luôn. Ở cái mã quả vải trên này nó đỏ tươi luôn các bạn nhé. À em làm cái đường nó cứ vòng vòng lên đây à? Ừ, năm nay chở đỡ bao nhiêu nhỉ? Tức là xe máy phi lên tận nơi ấy. Xe máy chở tầm 70-80 cân về, bo về. Tức là mình bo về luôn, xếp tại sân. Ừ. Cái này em chỉ cần đổ khoảng tầm 50cm thôi. 50cm, 50 phân thôi mà chạy nó vòng vòng, nó kiểu đi uốn lượn ấy. Đấy, vòng từ đây sang đây và đi xuống dưới. Màu đang đẹp, đang mà mai bán. Đây các bạn này, màu nó cực kỳ đẹp luôn, nó tươi lắm. Tươi rói luôn ấy. Màu nó tươi, nó đẹp. Mà quả nó rất là nhẵn nhỉ em nhỉ? Ờ, cái chăm sóc vừa rồi như nhà em đầu tư hết nhiều. Các bạn có đủ sức để đi thăm vườn vải không và leo vải ăn vải không? Nói chung là để mà đi được là chân phải khỏe nhá. Cháu trai có đi được khỏe không? Có đi được không? Dẫn được không? Ừ, dẫn được cái gì? Đấy thì sẽ đi và lên còn cao cao nữa luôn. Quan trọng là thế, vải nó đỏ tươi luôn ở cây, thành ra là ăn sẽ có sức luôn đấy các bạn ạ. Cực kỳ thơm và cực kỳ ngon là thế. Ăn nó cứ đỏ rực luôn đấy các bạn ạ. Mã đỏ rực, đỏ tươi luôn. Cái này thì đúng là anh Tàu anh thích nhất rồi. Mình sẽ đi theo cái đường vòng cung của nhà em Vĩnh nhé. Không phải đi từng băng một đâu mà là cái đường để đi xe máy lên bo lên đỉnh đồi luôn đấy các bạn. Đó. Cẩn thận không ngã cháu dai nhá. Đó. Đấy và đi dọc đây thì sẽ lên đến đỉnh. Cái tốc độ vải ở trên ở trong làng hóa này thì nhà nhiều nhất thì chắc tầm 3-40 tấn đấy các bạn. Đến 3-40 tấn đấy nhỉ Vĩnh nhỉ? Ừ, nhà ông Vĩnh là 3-40 tấn. Alo. Đấy. Lưng chừng núi, lưng chừng đèo và đỏ rọi ở các đồi luôn các bạn ạ. Bà con bán đến thời điểm này mới được khoảng một nửa thôi các bạn nhé. Mới được một nửa thôi. Thành ra là như ở dưới mình đường thưa vắng lắm, nhưng ở trong đây thì bắt đầu mới chín rộ. Và mới bán được khoảng tầm 10 ngày thôi đấy. Em Vĩnh mới bán được khoảng tầm 10 ngày phải không em? 10 ngày. Đấy là bắt đầu bán vải ngọt. Mới bắt đầu đấy phải không? Còn Thanh Hà bán từ hôm 26 tháng trước. Rồi. Được một tháng rồi. Ê, tóm lại là vụ vải cũng được một tháng, nhưng vải ngọt là mới bắt đầu chín rồi đấy. Bán được 10 ngày. Bán Thanh Hà hơn 10 ngày. Đấy. Phải nói là cái quả trên mình này nó mã nó bây giờ nó bắt đầu vào và nó rất là tươi các bạn nhé. Tươi lắm. Và cái ở các nơi thì đều vải đẹp, nhưng riêng làng Hóa thì là có tiếng rồi các bạn ạ. Làng Hóa Tân Sơn. Vì bà con kỹ thuật chăm sóc đến thời điểm này thì rất là đầu tư nhé, và làm rất là khéo. Đây đường. À đây đường cua lên đến đây à. Chỗ này mà em đi mà mưa là trơn này. Đây chỗ này rất là trơn bánh này. Đó, trên đỉnh là bẻ xong rồi đúng không? Đấy còn mấy vườn nữa. Nhưng chỗ này tính ra là cũng còn bẻ còn khướt đấy em ạ. Đấy, toàn cây to các bạn. Cây nó to lắm. Đấy, lên đỉnh núi, đỉnh đồi luôn. Đây cháu dai thử vào đây xem nào. Đó. Đấy, xem. Ui, quá đẹp luôn. Đấy. Thanh niên này. Đó. Đấy, thử vặn một quả ăn xem bác xem nào. Chào mời các bạn ở trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn ăn nào. Nào. Ôi mời các bác ăn vải. Rồi đấy, quá ngon luôn. Đấy các bạn nhìn này. Đó, quá tuyệt vời luôn. Thế một ngày cháu ăn mấy quả? Có đếm được không? Mười quả, thế là ít đấy. Bác lúc bằng tuổi cháu bác ăn phải 20 quả. Bởi vì vải rất là ngon mà. Ăn rất là thích luôn. Ngọt và nó bây giờ đang độ thơm nữa các bạn. Mới chín tới. Đây, phía trên này là bẻ hết rồi. Đó, và các bạn nhìn này. Cái khung cảnh ở đây là toàn bộ là đồi thấp thấp lúc xúc ấy. Thành ra là vải rất là nhiều. Và đa phần ở trên này là mình làm vải ra từ ở đầu ngọn ấy. Vải ra trong thân rất ít nhỉ Vĩnh nhỉ. Đấy, vải ra đầu tán thôi. Đỏ đồi là thế. Ở phía bên này còn rộng không em?
Ở đây có cái chùm trong thân đẹp quá. Đây. Tổng như chỗ này thì là đếm khoảng bao cây em? 200 cây. 200 cây à? Đấy, các bạn nhìn này. Nó rực rỡ. Nó tươi và mã nó phấn hồng lên đấy. Đấy. Còn khoảng tầm gần 10 ngày nữa thì ở trên mình sẽ, trên khu này sẽ hết nhé. Còn ở dưới mình đến thời điểm này gọi là bói ra từng sọt vài sọt thôi là hết rồi. Đó. Nên cái tỷ lệ là chín muộn so với cả thời gian chín muộn sơn ở mình và ở trên này nó kéo dài hơn khoảng tầm 10 ngày các bạn ạ. Lệch nhau hơn 10 ngày nhé. Em chăm sóc ở đây thì có bón những loại phân gì á? Hay là chăm sóc loại... Phân thì em mấy năm nay lấy phân bên nông dân. À, hội bên hội nông dân à? Phân Tiến Nông. À, phân Tiến Nông à? Em bón mấy năm nay. À, tức là một cây này bình thường bón hoặc làm mấy đợt? Một lần, nghĩa mình một lần bón nốt một lần. À. Sau đó mình bón thúc, à, tùy theo quả ấy ạ. Nói chung hai là lần, ít nhất hai lần. Ít nhất hai lần. Lúc là mưa mình vãi. Mình phải nói là đó là những kỹ sư nông dân rất là tuyệt vời đấy. Kinh nghiệm làm, để làm đẹp, ví dụ đẹp để duy trì các năm ấy, thì nó là một kinh nghiệm không đơn giản các bạn ạ. Làm ra quả vải đỏ đẹp như này này, không đơn giản đâu nhá. Bởi vì mình làm vải mình cũng biết mà. Đặc biệt năm nay, cái thời tiết năm nay nó rất là khó khăn nhá. Giữa lúc mà đầu quả non ấy nó bị hạn nhỉ. Vâng. Xong đến cuối là nó mưa nhiều. Đấy, nếu không làm tốt được thì mã nó sẽ... là hạn. Đúng rồi. Đấy, nó hạn và đến cuối là quả nó nếu không làm tốt thì mã sẽ bị chàm. Đấy, mã chàm, mã đen thì sẽ bán rất là khó và giá nó sẽ không được cao như là thế này các bạn ạ. Như này là chắc chắn rồi, mai sẽ giá đầu ba rồi. Đấy, chúc mừng em Vĩnh và chúc mừng bà con làng Hóa Tân Sơn. Đấy, bây giờ đây các bạn, cả đồi, cả vườn nó cứ treo xúc xiểng và mã nó đỏ tươi, không một quả chấm đen, không quả thối nào cả, nhìn rất là thích luôn. Và sau đây thì mình sẽ mời các bạn sẽ sang cái vườn bên kia của nhà em nhé, cái vườn sát đường luôn đấy. À, cái này mà nếu mà để đi hết vườn của nhà Vĩnh thì có lẽ là tức là mình tính luôn là một khoảng đất đi thì chắc mất hàng tiếng đồng hồ nhỉ. Rất là rộng, nhưng mà so với cả một vài bác, một vài anh chị ở làng mình ý, thì nhà Vĩnh vẫn chưa phải là số nhiều các bạn nhé. Tức là diện tích và sản lượng chưa phải là số nhiều, chưa phải là số nhất. Thế biết là bà trong, con trong làng này nhiều thì rất là tính luôn với huynh đồng. À thế à? Đấy, tức là các bác ấy, nếu mà sản lượng nó rơi vào khoảng 40 tấn. Ờ. À. Các bác ấy, có những cái đồi cực kỳ đẹp nên là sẽ quả sản lượng rất là lớn đấy các bạn ạ. À. Mấy hôm nay thì ở miền Bắc mình có đợt nắng nóng rất là to khủng khiếp các bạn ạ, ảnh hưởng đến trái vải rất là nhiều nhé. Thứ nhất là vải nó sẽ chín nhanh, thứ hai là nó cũng có thể là gây rụng, kiểu rụng để chút quả đấy. Nên là ở nhiều nơi thì bà con cũng tăng tốc rất là nhiều. Tuy nhiên là ở cái mảnh đất ở làng Hóa Tân Sơn này này, khu vùng cao Lục Ngạn mình ấy, thì khí hậu nó mát hơn ở dưới mình rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, khí hậu mát hơn tương đối là lớn nên là nó cũng không ảnh hưởng lớn đâu. Bà con thu giải rác thoải mái luôn. Thu từ từ cũng ok các bạn nhé. So với ở dưới mình lên, nếu mà chắc là có cái việc mà đo nhiều khí tượng ấy thì chắc là phải giảm hơn khoảng mấy độ, nhiệt độ mà nó mát hơn, mát mẻ hơn đấy. Đường cứ để cho mà. Được một cái đó là vải của bà con ở mình đây thì vải rất là đẹp nên là các thương lái nhá, kể cả như các cửa cân ở dưới chỗ nhà mình đều chuyển lên xe mua bò trong này hết và người ta sẽ mua tận nơi luôn. Đấy, mua tận ở các ngõ này, ở trong này, rìa này. Đó. Thành ra là bà con bán rất là tiện luôn, ngày có thể chở được vài tạ vài chuyến được. Và không phải đi xa nữa các bạn nhé. Đấy, đây.
ngay xe bò ở phía ngoài kia là ok rồi cả. Đấy, người ta đây, thương lái anh đang đào ấy. Ngay rất nhiều cái lần mình đã quay, đang đi vào từng ngõ ngách để tìm vải để mua. Vải cực đẹp luôn. Giá như ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 7 đang là 25.000 rồi đấy các bạn nhé. Đó. À, mang cân lên bán đóng cho khách à? À đây là mua làm quà biếu đóng luôn. Đấy, xốp rồi tất cả các loại luôn này. Đây là những cái cây cành mà chiết giống này các bạn này. Đấy, đã nhà em Vịnh đã chiết, đã đang ra rễ chuẩn bị lại có cây giống để trồng thêm đấy, mở rộng thêm hoặc là để phục vụ bà con đấy. Đây, quả thì vẫn ok các bạn nhìn này. Đấy, và giống này. Và trên cái cành này có quả rất là ngon này. Đó, mời các bạn. Cuống còn nó vẫn còn trắng phau luôn, ăn cực kỳ thơm là thế. Thanh niên đang chõi vải. Con chõi quả thối á? Thôi được rồi, không chõi đâu, nó lại rụng quả lành con ạ. Thôi đi về nào. Vải nó va vào đầu. Cây thì tương đối là cao các bạn ạ. Thành ra cái sản lượng và cái khối lượng ở trên một cây nó rất là nhiều nhé. Những chùm này, các bạn nhìn có yêu không? Đấy. Chùm ở trong thân này, ở trên ngọn nữa này. Thành ra là bẻ thì vất vả một chút. Tất nhiên cây cao bẻ vất vả nhưng cái khối lượng nó sẽ rất là lớn, đạt khối lượng các bạn nhé. Còn đây là ngôi nhà của em trai anh em Vĩnh nha. Của em đây phía sau cái đồi kia bạn này. Ở phía sau cái đồi mà mình vừa sang đấy. Đấy, còn bên kia là nhà của em Vĩnh. Còn bây giờ mình và em Vĩnh đã xuống cái vườn này. Cái vườn ở dọc đường này luôn. Quả thì gần như chưa thu luôn đấy các bạn. Đi sang bên này con dai ơi. Đó. Ở trên này đa phần là cái các bạn nhìn. Cái đất ở trên này là do đá, cái đá này nó tỏ này. Đá này, đây gọi là đá, như gọi là đá gan bò các bạn. Nó rất là, thứ nhất là không phải là đá cứng, thứ hai là nó để một thời gian sau nó mục ra, tức là nó gặp nước, gặp không khí nó bở ra ấy. Thành ra là cảm giác là vải rất là đẹp, rất là tốt. Sát dưới đường luôn. Chỗ này nhà em mặt đường thì chắc phải 200 mét thôi. Không, cũng dần dần nếu mà mở đường rộng ta to ra thêm một chút nữa nhỉ? Có dự án mà sang năm nó mở. À thế, thế thì rất là tốt luôn đấy. Đây. Đây. Quá là ok luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Quả to lắm, nhận quá đẹp. Đấy. Đây. Để em thử vào thử ướm thử xem nào. Nó khoảng mỗi chùm khoảng nặng mấy cân? Cân hơn cân. Hơn cân nữa. Đây. Đây các bạn mà kỹ thuật làm vải đẹp mà khu vực vùng cao này có thể giao lưu cùng em Vĩnh nhé. Một trong những gọi kỹ sư cây liềm vàng đấy. Làm rất tốt, rất là đẹp. Như hôm nay thì ở cái sổ bán ấy thì là giá đỉnh rồi nhỉ. Giá của em thế là đỉnh hết. Ok rồi. Các bạn nhìn thấy phấn không? Cái phấn, cái màu phấn và màu nó mới chín tới không? Nó ngon. Đấy, màu nó mới chín tới luôn này. Và có một cái độ khứa nhá, độ khứa của quả vải này. Các bạn lưu ý chọn quả vải ngon là các bạn chọn cái khứa của cái này, khứa của quả vải này. Nó có rãnh ra, nhìn nó rất là thích mắt và vải nó rất là ngon. Đó. Mình đi chu du dọc cái vườn của nhà em Vĩnh này cũng là mê luôn các bạn, mê quên lối về luôn đấy. Đây, đấy, coi đây, cái cầm chùm vải để đấy. Quay. Đây, một đồng chí bé đang yêu nữa. Con ra ăn vải nào. Cái xương một cái rồi. Đấy, đây, những chùm vải quá là mê. Và mình được đại gia đình em Vĩnh đưa đi thăm vải thế này thì con gì bằng nữa.
Cái vải này thì em làm mấy lớp lọc sau thu hoạch đấy? Năm nay lớp này là 2 lớp lọc đấy. À, những cây này 2 lớp đấy à? Vâng. À, thế à? Thường cây 3 lớp mình. À, 3 lớp là bán trước rồi à? Đó. Đấy, vỏ nó mỏng hơn đấy, còn 2 lớp thì bây giờ mới chín tới đây. Wow, đấy các bạn thấy cái đồi mà mình vừa đi sang đây không? Đấy, đồi nhà em Vĩnh với cả đồi bên phía bên này này, các bạn nhìn này. Đó, đó, rực rỡ luôn nhưng mà... Đó, chưa thu đâu đây. Đó, nó quả nó giấu hết ở bên phía bên trong nhá. Nhìn ở ngoài thì đúng là thấy nó rẽ cả ngôi ra. Thế năm nay thì dự kiến sau thu hoạch này thì em cũng làm mấy lớp lọc? Thì chắc cũng nó tùy theo thời tiết. Ra làm được 3 lớp thì 3 lớp thì nó ấy hơn. Nó yên tâm hơn à? Đẹp hơn. 2 lớp thì là yên tâm hơn. À, 2 lớp thì nhớ. No way. Tạo gì nha. Mình đang đã đi gọi là vườn vải đến thời điểm này. Các bạn biết không? Không khí mấy hôm nay nó cũng tương đối là nóng ấy. Thành ra là gọi đầm đìa luôn ấy. Dù rằng thời tiết nó chưa phải là giữa trưa đâu các bạn nhé. Mới đang gọi là 9 giờ sáng thôi đấy. Nhưng cái không khí này và cái độ thương vải nó quẹn lắm. Thành ra là cảm giác như ngất ngây luôn đấy các bạn. Có lẽ là đi thì còn đi nữa, đi mãi thì vẫn không thể hết được những cái đồi vải ở quê mình này được. Quê làng hóa Tân Sơn các bạn nhé. Đây mình cứ gọi là quê mình đi. Bởi vì là để giới thiệu với các bạn, anh chị em vải Thiều Lục Ngạn mà. Thì đó là gọi là cây vải vùng cao nên còn rất là nhiều, còn cực kỳ nhiều nữa. Nên mình sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để lên những cái đồi vải, thăm vải và giới thiệu với các bạn và mời các bạn ăn vải tại vườn luôn nhé. Đó. Đó thì... Có lẽ là trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong những video tiếp theo. Và trong một vài ngày tới nữa thì mình cũng sẽ lên thăm nhiều đồi, nhiều vải, nhiều bà con nữa để xem cái tình hình cập nhật như thế nào. Còn với cái tốc độ như thế này thì đã rất là phấn khởi rồi các bạn ạ. Thứ nhất là quay trở lại vườn nhà em Vĩnh thì vải rất là đẹp đấy, và bán giá thì rất là cao các bạn nhé. Bán giá cao lắm và chỉ khi... Hy vọng là ngày mai ngày kia nữa thôi là giá sẽ chạm đầu 3 và trên 30 thôi. Và vượt lên đến 40 thì còn gì bằng hơn phải không các bạn? Đấy, các bạn cùng cho thả những lượt like, lượt tim nhé để chúc mừng bà con vùng cao Lục Ngạn quê mình. Đặc biệt là các anh chị em mà lượng vải còn rất là nhiều như thế này. Đặc biệt như nhà em Vĩnh này. Họ còn ít nhất cũng mười mấy tấn nữa. Chủ vườn thì rất là đẹp trai, phong độ và làm rất là khéo luôn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo nhé. Chào mọi người nhé. Xin chào mọi người, cảm ơn, bye bye. Nhỉ. Cứ đi và đi, đi mãi lạc ở trong vườn vải các bạn ạ. Lạc ở trong đồi vải chứ không phải vườn vải nữa. Lạc quên lối về luôn đấy. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Và mời các bạn ăn vải vùng cao Lục Ngạn, vải Lục Ngạn quê mình mùa 2023. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. A lèng đang xem. Đây là A gì chị? A sử. A sử. Trực tiếp trả giá xem và chọn hàng luôn. Bà con bán luôn tại đây các bạn nhé. Trước khi mà kết thúc video này, bà con trên này. Ngựa ăn vải rồi. Không phải, nó chỉ được như thế đấy. Đây, anh Linh.